Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Trước tiên thì chúc anh em có được ngày làm việc vui vẻ và thành công nha anh em. Thì đối với những cây mai mà mình chơi hoa Tết á, thì sau cái tháng đầu tiên mình kích rễ, tính tới thời điểm hiện tại á, cây nó cũng phát triển ra được như thế này rồi. Thì mình cũng thường xuyên là khuyên anh em á, thời gian đầu nên dùng Atonic để kích rễ ha. Khi cây đã phát triển ra được những cái lá như thế này rồi á, có nghĩa là mình đã kích rễ thành công rồi đó anh em. Kích rễ bằng thì bằng Atonic và humic đó. Bây giờ thời điểm bây giờ trở đi thì mình không có xài Atonic nữa nha anh em. Mình chuyển qua mình xài N3M là cái loại gần như là nó dưỡng bộ rễ vậy đó. Thì trong này nó có NPK nữa nè. Thì mình xài nó hợp lý hơn Atonic ha. Hôm nay là tới lượt mình sẽ tưới N3M cho những cây mai của mình. Mình làm clip để gửi đến anh em cùng làm luôn ha. Quay tổng thể một chút về cây này cho anh em xem ha. Rồi anh em tự so sánh với cây của mình. Thì khi cây của anh em nó được như vậy nằm tầm này thì có thể nào là hữu cơ nè, nào là NPK nè. Rồi hôm nay thì N3M thì mấy cái loại phân bón hay là dưỡng rễ kích rễ này thì mình phải xài nó trong cái giai đoạn nào cho hợp lý thì mình đã nói rồi nha anh em. Hôm nay là chỉ là N3M tưới gốc thôi. Đối với những cây mà nó phát tược yếu quá thì mình cũng đừng có vội chặn đọt nha anh em. Còn trên cây nằm tầm cỡ này thì mình có thể chặn đọt được rồi ha, cho nó phát chèo phát nhánh ra. Cái clip đó mình đã ra rồi nha anh em. Đó, anh em nào chưa xem thì có thể xem lại clip đó ha. Chặn cơ đọt đầu tiên cho cây á. Đếm từ trong ra ngoài 3 4 lá gì đó thì mình bấm chặn ha. Và anh em cũng lưu ý là cần phải là lọc nhánh nó luôn ha. Thì những nhánh nó trùng khớp với nhau như thế này thì lọc bỏ đi anh em, loại bỏ ha. Những anh em nào mới tập chơi mai á mà mới biết kênh của mình á thì xem clip này lưu ý ha. Luôn phòng trừ sâu và bọ trĩ trong giai đoạn cây phát lọc này nha anh em. Từ 7 đến 10 ngày thì mình phải phun lại nó rồi. Đó, nhắc một số việc nhỏ để cho những anh em mới vào có thể hiểu thêm thôi ha, để làm cho nó tốt trên cây của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái việc chính ngày hôm nay nha anh em. Trước tiên là loại N3M này á là mình phun hay tưới gốc thì đều được hết nha anh em. Đó là loại phân bón lá nhưng mà tưới gốc vẫn được. Để hôm thôi có rất là nhiều anh em vào sau cứ hỏi tưới gốc được không nữa, hoặc phun lên lá được không. Thành phần của nó là có các nguyên tố đa trung vi lượng hết anh em, cho nên đó là nó dạng như phân rồi mà, phân bón rồi mà. Mình không ưu tiên kích rễ đầu năm bằng cái loại này là vậy đó. Có một số anh em á điện thoại hỏi mình nói làm theo cách của anh gì đó thì trồng cái phôi kích rễ cũng kích rễ N3M rồi mấy lần rồi, rồi giờ bước tiếp theo làm sao? Giai đoạn kích rễ cho cây hay là trồng cây phôi hay là trồng cây mới á, mình chưa không bao giờ mình ưu tiên để sử dụng N3M kích rễ nha anh em. Mặc dù cho ở trong N3M này á, người ta nói là có thể dâm cành được, là nó giúp cho ra rễ đó, nhưng mà mình không thích dùng loại này để kích rễ ha. Khi cây đã được kích rễ giống như bây giờ thì dùng nó mới hợp lý ha, nhắc lại với anh em như vậy đó. Đây, dâm hoặc chiết cành thì 20g pha chung với 1 lít nước nha anh em. Còn tưới gốc á, thì 2g pha chung với 1 lít nước nha anh em. Đó, người ta có ghi liều lượng đây. Phun lên lá thì nhẹ hơn ha, 20g pha chung với bình 16 lít nước. Thì cứ anh em cứ nghĩ là 1g pha 1 lít nước đi là ok nghe, phun lên lá thì nó nhẹ. Trong cái hũ này á, thì người ta có tặng kèm cho mình một cái muỗng ha. Thì người ta để cho mình cân đo đong đếm đó, mình lường á. Đây nè, cái muỗng này nếu mà nó đầy cái muỗng á, thì nó 15 gram đó nè. Tưới gốc á, thì pha 2 gram với 1 lít nước mà mình pha vào cái xô bê đó. Có thể là anh em pha 2 muỗng này là 30 gram, pha với 18 lít nước thì nó hơi nhẹ hơn, nhà sản xuất đưa ra một tí đó. Nó nhẹ hơn thì cũng không sao nha anh em. Phân thuốc thì sợ phạm phân thôi chứ thiếu phân được, thừa phân khó lắm ha. Còn nếu không á, anh em sử dụng anh em tự giảm liều so với nhà sản xuất đi ha. Có nghĩa là một muỗng cho vào một thùng bê này để tưới, hoặc một muỗng rưỡi cũng được. Đó, mình tự giảm liều để nó an toàn cho cây.
chứ còn một hai tuần sau nữa mình thấy là cây nó không đạt thì mình tưới tiếp, thì vậy thì nó an toàn cho cây. Phân thuốc anh em nghĩ đi, đưa vào nó thiếu thì mình còn đưa vào được, còn nó dư rồi làm sao mình lấy ra. Nó như vậy ha. Chăm cây mai á, hoặc là bất kỳ cây gì thấy cây mình nó không phát triển cũng đừng nên gấp nha anh em, chứ không phải cứ nện phân vào á, là cây tốt được ha. Bỏ càng nhiều phân vào cho cây bị yếu thì càng mau chết cây chừng đó. Đó anh em hiểu điều đó ha. Với lại những cây bị suy mình nhắc cho anh em như thế này nè, là những cây mà bị suy yếu á, anh em hỏi mình cái cách xử lý á, thì cách xử lý thì đã có nha. Còn á, là không phải cây nào xử lý thì của nó cũng đạt theo yêu cầu hết nha anh em, tùy theo cái độ suy yếu của nó như thế nào nữa. Mình quậy lên ha, đảm bảo cho nó tan đều trong cái lượng nước này đi, rồi mình đem đi tưới. Và tưới thì tưới cho nó vừa đủ ẩm chất trồng thôi. Có một số việc nữa thì mình vừa làm vừa nói chuyện với anh em luôn ha. Tưới trên tất cả các cây đã được kích rễ rồi nghe anh em. Mai con hay là mai thuần chậu hay là mai phôi anh em trồng, mà miễn sao mà đã kích rễ, có bộ rễ rồi thì anh em sử dụng cái loại này hợp lý. Đó. Còn có những anh em hỏi là cái loại này sử dụng tới khi nào ngưng. Cái loại này sử dụng định kỳ quanh năm cho cây mai nha anh em. Đó, còn cái câu hỏi á, là sử dụng định kỳ là bao lâu? Thường thì loại này á là 1 tháng rưỡi, cũng như NPK cũng vẫn vậy anh em, là mình mới sử dụng một lần. Mà thực sự ra cái này cũng là NPK dạng nhẹ nè, là 1 tháng rưỡi mình mới sử dụng lại một lần ha. Nhưng không phải nhất nhất là vậy ha, tùy theo tình hình phát triển của từng cây mà mình sử dụng nha anh em. Đó, cũng như hồi nãy mình nói mình tự động giảm liều mà mình thấy cây của mình nó không có phát triển theo ý muốn thì khoảng chừng 2 tuần sau mình tưới. Đó là như vậy nha anh em. Cây mai này mới ghép, tháo bọc ngày hôm qua nè, tưới luôn ha, được bình thường. Và trong cái giai đoạn này á, nếu anh em không có cái dạng N3M này á, thì anh em vẫn có thể sử dụng rod 2 để thay cho N3M này vẫn được nha anh em. Để không lại có những câu hỏi là sử dụng rod 2 được không nữa. Chắc chắn là có luôn. Mình cũng đã làm cái clip mà N3M nè, rồi rod 2, rồi TerraSort 4, rồi Atonit chung một clip đó luôn. Thì cái loại nào sử dụng thích hợp trên giai đoạn nào của cây á, là mình cũng đã làm mấy clip như vậy rồi đó. Thì năm trước cũng có làm, năm nay cũng có làm rồi. Những anh em nào xem thì xem trước rồi, xem rồi thì cũng đã hiểu rồi. Sợ là những anh em mới vào sau á, anh em nào chưa xem được cái clip đó thì có thể tìm xem lại nha. Rồi, như vậy thì nãy giờ mình cũng làm thực tế trên những cây mai của mình, để mà anh em xem rồi có thể cân nhắc áp dụng làm theo hay không. Nhiều khi có những anh em mà nghi kỵ, nói mình chia sẻ mà không dám làm trên cây của mình, để rồi anh em không dám làm theo, không tin tưởng, không dám làm theo á, cây mà nó chết thì nó đã chết cây mình trước đó, chứ không phải là làm nó xạo nó dốc anh em để mình được cái gì nè. Nhưng mà hồi nãy giờ tưới á, thì mình lộn tới lộn lui như vậy á, thì cũng quá đủ chóng mặt luôn anh em. Vì xô bê không có quay, mình không có ghim theo kịp ha, không ghim theo được. Cho nên đó là mình tưới xong quận này mình nghỉ nha. Anh em xem clip á, thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc chăm sóc cây mai từ clip này á, thì nhớ cho mình xin một like để giúp cho clip chạy tốt hơn trên trang mạng YouTube ha, đến được với nhiều anh em khán giả hơn, những người mới tập chơi á. Và những ai xem kênh, yêu mến kênh mà chưa đăng ký thì nhớ ấn vào đăng ký ha, rồi ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả. Thì mỗi khi mình đăng clip mới lên á, YouTube đều báo về máy của anh em nhanh nhất có thể ha. Để anh em mình cùng nhau chăm sóc cây mai cho nó đồng loạt ha, từ đây đến Tết luôn. Thì mình làm cái gì thì mình đều đăng lên cái đó.
Chứ nếu mà anh em không ấn đăng ký nè, hoặc không ấn vào quả chuông, hoặc không ấn vào chữ tất cả thôi, thì mình đăng bài lên YouTube không báo cho anh em biết đâu. Có thể là mình đăng bài lên 1 tháng, 2 tháng sau anh em khi mà xuất hiện thì anh em mới thấy thôi, chứ YouTube không báo về máy cho anh em. Thôi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.